khi bạn đang dẫn trước với tỷ số 3-1, điều đáng sợ nhất là bị đối thủ gỡ hòa 3 đều. Nếu bạn quan tâm đến bóng đá một chút, có thể thấy ở những trận đấu Euro gần đây, các đội bóng như Tây Ban Nha và Pháp đã khốn khổ như thế nào sau khi bị cân bằng tỷ số 3 đều và phải giải quyết thắng thua trong khoảng thời gian đấu thêm. Chắc chắn Phoenix Sun không hề muốn phải trải nghiệm cảm giác ấy khi họ bước vào game 6 chung kết miền Tây NBA gặp Los Angeles Clippers. Sun đã dẫn trước 2-0 rồi 3-1, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội kết thúc series ngay tại sân nhà. Chắc chắn thầy trò Monty Williams không còn muốn trở lại Arizona để thi đấu tại game 7. Năm ngoái, Denver Nuggets từng có 2 lần giành chiến thắng chung cuộc trong thế thua 3 ở 4 trận đấu đầu tiên, mà chính LA Clippers là một trong những nạn nhân. Phoenix Sun hiểu rõ họ cần phải rút ra những bài học để tránh đi vào vết xe đổ của đối thủ. Một trong những bài học là không được phép đi vào lối mòn chiến thuật, liên tục thay đổi một cách linh hoạt. Một trong những lý do lớn khiến Sun không còn chiếm ưu thế trong 3 trận đấu vừa qua là việc trung phong DeAndre Ayton bị hạn chế tầm ảnh hưởng một cách rõ rệt. Cỗ máy double-double của Sun đang bị cô lập khi Los Angeles Clippers thay đổi lối chơi trong những trận đấu vừa qua, đổi sang thiên hướng ném xa, đẩy Ayton ra ngoài vạch 3 điểm và khiến những cầu thủ phòng ngự kém như Devin Booker phải nai lưng ra phòng thủ. Mỗi khi cầu thủ sinh năm 1998 rời sân, Clippers mới tung vào sân những big man hàng đầu của mình để đối chọi với các trung phong dự bị của Sun. Nhờ đó mà cách biệt về điểm số dưới rổ của hai đội không còn quá chênh lệch như hai game đầu tiên. Bên cạnh đó, Phoenix Sun dường như cũng đã bỏ quên DeAndre Ayton. Trên mặt trận tấn công, họ thường xuyên dùng cầu thủ này để yểm trợ cho những tay ném, những tay dẫn bóng. Nhưng dường như đội bóng Arizona cũng quên mất rằng trung phong 22 tuổi này cũng là một tay dứt điểm cừ khôi. Có những trận đấu mà Ayton không có nổi 10 cú dứt điểm. Mikal Thompson, huyền thoại NBA và là cha của Klay Thompson, đã phải lên tiếng yêu cầu Phoenix Sun cần phải tận dụng trung phong của mình nhiều hơn, nhất là trong bối cảnh Devin Booker không giữ được độ hiệu quả, vất vả trong phòng ngự, lại còn dính chấn thương mũi. Ngôi sao 25 tuổi trải qua những trận đấu khó khăn. Hai game gần nhất, trận nào anh cũng ném tới 22 quả, nhưng số lần thành công chưa tới 10. Nếu Monty Williams không có những sự thay đổi về mặt chiến lược, nguy cơ Sun mất game 6, thậm chí là game 7 là vô cùng lớn. Nhưng Los Angeles Clippers cũng có những tổn thương riêng khi Kawhi Leonard chính thức không thể có mặt trong phần còn lại của series này. Chấn thương đầu gối nặng hơn dự kiến khiến huấn luyện viên Tyronn Lue gặp khó khăn trong việc biến chuyển chiến lược. Clippers không còn đủ nhân sự để tạo ra phương án B và giờ mọi thứ phụ thuộc hoàn toàn vào màn tỏa sáng của những ngôi sao. Paul George, Reggie Jackson sẽ phải giữ được sự ổn định trong cả hai game tới để đưa đội nhà lần đầu tiên vào chung kết NBA. Phoenix Sun là đội bóng phụ thuộc rất nhiều vào nhịp độ đầu trận. Nếu họ tỏ ra lấn lướt đối thủ ngay từ hiệp đầu tiên, trận đấu của Sun sẽ vô cùng dễ dàng. Thế nhưng theo chiều ngược lại, nếu bị dẫn điểm quá sâu từ sớm, mặt trời bao Arizona sẽ rất khó để lội ngược dòng. Đơn giản là bởi phần lớn đội hình của Sun là những cầu thủ còn ít kinh nghiệm playoff. Sun dễ bị cuốn vào lối chơi mà Clippers áp đặt và đánh mất thế trận vào tay đối thủ. Trong 24 phút đầu trận, Phoenix Sun không để mất thế trận vào tay đối thủ và Clippers cũng không còn dưỡng sức để chờ hai hiệp cuối bùng nổ nữa. Những gì người hâm mộ chứng kiến tại sân Staples Center là 24 phút đôi công hấp dẫn và hệ thống phòng ngự đầy quyết liệt và chặt chẽ đến từ hai đội. Phía Clipper thiếu vắng trung phong đánh chính là Ivica Zubac, thế nên họ buộc phải sử dụng chiến thuật small ball, vốn rất thành công ở game 5. Tuy nhiên nó chỉ thật sự thành công khi các tay ném vào guồng. Hai hiệp đầu Clipper chỉ ném 3 với hiệu suất hơn 33%. Lúc này Clipper mới thấy nhớ Zubac khi họ thiếu đi một tay thu hồi bóng dưới rổ. Bù lại, họ có sự bùng nổ đến từ dàn small ball của mình. Cụ thể là Marcus Morris và Patrick Beverley. Bộ đôi này ghi lần lượt 13 và 11 điểm trong 24 phút đầu. Điều làm tôi thấy thích thú chính là sự năng nổ của Beverley ở mặt trận tấn công. Ai cũng biết anh là tay phòng ngự vô cùng khó chịu với bất kỳ đối thủ nào. Beverley không cao, nhưng sự đeo bám của anh vô cùng đáng nể. Ở anh có tính điên mà khiến nhiều người phải e dè. Nhưng hôm nay chúng ta thấy được một Beverley xuất sắc ở hai đầu sân. Anh tự tin crossover trước mũi của Chris Paul và thẳng tay nã những cú 3 điểm vào rổ của Sun. Sự vùng lên bất ngờ của nhân tố X như vậy mang lại rất nhiều hy vọng cho Clipper trận này. Bên cạnh đó, anh lớn nhà Morris cũng tỏ ra vô cùng nguy hiểm với những cú ném tầm xa của mình. Sau khi ném trượt 3 tình huống đầu tiên xem như khởi động, anh có 5 tình huống ném vào liên tiếp để kéo điểm cho đội nhà. Theo chiều ngược lại, Phoenix Sun giữ cho mình tinh thần tỉnh táo xuyên suốt 2 hiệp đầu để giữ một khoảng cách an toàn với đội chủ nhà. Lão tướng Chris Paul làm tốt công việc cầm nhịp trận đấu của mình và không để Sun bị cuốn vào lối chơi nhanh của đối thủ. DeAndre Ayton cần mẫn cày bừa trong khu hình thang của Clippers bởi đối đầu với anh là những cầu thủ nhỏ bé hơn rất nhiều. Cầu thủ cấp Bahamas dễ dàng tấn công rổ cũng như thu hồi bóng sau khi ném trượt của các đồng đội. Đây chính là nguyên nhân chính cho hiệu suất cao ngất ngưởng của Sun sau 2 hiệp đầu. Rebound luôn là chìa khóa để kiểm soát trận đấu. Với Ayton, Sun đã có sẵn lợi thế nhất định trong trận đấu này và khoảng cách 9 điểm khi bước vào giờ nghỉ giữa trận đủ làm họ yên tâm bước vào 2 hiệp đấu cuối.
Tiếp đà hưng phấn mặt trời của Arizona tỏa sáng rực rỡ sau tình huống lên rổ của Michael Bridges, Swan tạo được cách biệt lên đến 17 điểm, buộc huấn luyện viên Tyronn Lue phải gọi hội ý. Lúc này thời gian của hiệp 3 còn hơn 4 phút. Tuy nhiên như đã nói, LA Clippers khi bước vào hiệp 3 trình diễn một bộ mặt rất khác. Sau khoảng thời gian hội ý, họ có chuỗi ghi lên liên tiếp 10 điểm. Những tưởng đây chính là bước ngoặt của toàn bộ trận đấu thì Chris Paul xuất hiện. Tiếng gọi của tấm vé chung kết tổng quá mạnh mẽ. Nó như tiếp thêm sức mạnh cho Paul Gort. Anh ghi một mạch 8 điểm để đưa thế trận về nơi nó thuộc về. Khoảng cách quay lại con số 14. Khó khăn bủa vây Clippers. Nửa trắng thành phố LA thường thi đấu rất cháy ở nửa sau mỗi game đấu. Như đã đề cập ở phần đầu video, họ đã từng để Phoenix Suns dẫn trước với khoảng cách lên đến 2 con số, nhưng lại rực cháy ở hai hiệp cuối cùng và lật ngược tình thế. Trận thắng 3-2 ở game 5 là minh chứng quá rõ ràng. Thế nhưng điều đó không xảy ra hôm nay, không phải trong ngày Chris Paul đã trở lại, đúng với đẳng cấp của một vị thần dẫn bóng. Chris Paul. Dù có giành bao mỹ từ đi nữa, cũng không lột tả hết được màn trình diễn quá tuyệt vời của lão Tam hôm nay. Dường như CP3 đã dành hết tất cả những gì tinh túy nhất của mình vào game đấu quyết định này. 41 điểm, 8 kiến tạo và 3 pha cướp bóng đỉnh cao. Thậm chí, có bị các cầu thủ Clipper phạm lỗi, CP3 vẫn thể hiện cái chất cáo giả của mình khi cậu thêm lỗi và khiến đối phương phải ức chế. Khoảnh khắc Chris Paul tung cú ném 3 và câu về một lỗi khiến cả nhà thi đấu Staples Center như chết lặng. Clipper nhận ra họ không thể thắng hôm nay, không thể đánh bại Phoenix Suns có một Chris Paul kinh nghiệm và đẳng cấp. Chẳng cần chờ tiếng còi vang lên, các cầu thủ và ban huấn luyện Phoenix Suns đã mở hội. Lần đầu tiên trong thế kỷ 21, Sun trở thành ông vua của bờ Tây. Và là lần thứ 3 trong lịch sử đội bóng, ánh mặt trời của bang Arizona trở lại với series chung kết tổng. 28 năm chờ đợi kể từ thời đại của Chuck Barkley, đội bóng bang Arizona mới được tận hưởng không khí của một Finals. Ít năm trước, họ còn là trò cười của cả NBA khi liên tục luẩn quẩn ở nhóm bét bảng và thực hiện một cú pick khó hiểu tại các kỳ draft. Tuy nhiên, những bước đi đúng đắn chỉ trong vòng chưa tới một năm đem về một huấn luyện viên phù hợp, mang về một cựu binh dày dặn kinh nghiệm của một Ron Rue player tròn vai đã giúp Sun có được ngày hôm nay. Có lẽ chưa khi nào đội bóng Arizona gần với chức vô địch NBA như lúc này. Với riêng Chris Paul, sau bao lần lỡ hẹn, sau bao lần gục ngã đáng tiếc, giờ đây lão Tam đã có mặt ở series tranh ngôi vương tại cõi NBA và định mệnh thật khéo sắp đặt khi anh lại làm điều đó trước đội bóng cũ Clippers, nơi mà CP3 chưa bao giờ có được cảm giác này. Còn nhớ vài năm trước, Rondo, một cầu thủ của Clipper, đã hét vào mặt của Chris Paul rằng anh sẽ không bao giờ có được nhẫn. Và giờ đây, Paul Gort đang gần hơn với chiếc nhẫn vô địch. Đã đến lúc chạm tay vào chiếc cúp vàng dành cho nhà vô địch rồi. Chris Paul ạ.